Bạn Bin hôm nay có đồ chơi gì vậy? Rồi bây giờ bạn Bin sẽ chơi xúc cát nha. Gì hả? Ôi, ổ nhà anh. Ổ nhà anh hả? Đâu đâu đâu? À, tiếng nhà anh kêu bên kia hả? Ôi, chạy qua coi thử coi. Quá quá. Ổ cái gì hả? Trời ơi. Ôi các bạn ơi, nguyên ổ tiếng nhà anh luôn nè. Trời ơi, đã quá, nhiều màu quá. Chạy vô kêu bằng pin ra lượm trứng mà Lộc ơi. Rồi đi thôi. Ông Bin ơi, bạn A Lộc thấy trứng nhện ngoài kia quá trời luôn vậy. Rồi bây giờ lấy cái xe đẩy ra bắt trứng vô nghe. Rồi đẩy thôi, nhanh lên. Rồi thôi các bạn ơi, nay bạn Bin có một cái chiếc xe tải bự quá. Bây giờ mình đi lượm trứng nhện nha. Ở đâu vậy bạn A Lộc? Rồi quẹo đi thôi. Rồi, ê, rồi chạy lên trước. Quá, trứng đâu rồi? Quá, rồi đến xe lên luôn. Ôi rớt đầu xe rồi bạn A Lộc ơi, lượm lấy cho bạn Bin. Ôi quá, lượm trứng vô. Rồi bỏ lên xe nha. Rồi bạn Bin lượm trứng đi. Ôi trứng màu gì nhiều chứ hả? Rồi lượm trứng bỏ vô nha. Nhẹ nhẹ thôi nghe, coi chừng nó bể đó. Rồi còn đâu nữa không bạn A Lộc? Ê, còn hai trứng nữa kìa. Ôi rồi, cái trứng nó sao bị bể rồi? Ôi con nhện nó đạp bể rồi hả? Rồi trả nó lại đi. Ừ, trả trứng bể đi. Lượm trứng màu cam vô đi. Trứng này chưa bể nè. Đó, nhẹ nhẹ thôi nghe. Nhẹ nhẹ cho để nó bể đó. Chưa bể. Rồi. Đẩy xe theo nghe. Rồi, bạn A Lộc đẩy xe hộ ông Bin đi. Rồi. Đâu, trứng đâu rồi? Quá, trời, con nhện nó đẻ rớt trứng luôn hả? Đấy, các bạn ơi, con nhện đẻ rớt trứng luôn kìa. Rồi, bỏ vô xe ông Bin ơi. Quá, wow, một trứng màu xanh lá cây đẹp quá. Còn nữa không? Quá, màu gì hả? Đúng rồi, màu hồng nha. Trứng màu hồng đẹp không? Quá, wow, trứng màu gì nữa hả? Trời ơi, màu đỏ. Trời ơi, con nhện đâu kêu bự dữ hả? Từ từ đi nghe. Từ từ nó cắn á. Đâu, núp nó đi. Đâu rồi? Đâu? Không biết con nhện bự trong cái ổ cắn luôn nè. Thôi đi từ từ lỡ thôi nghe. Đi từ lỡ. Chụp mắt nó đó. Từ lỡ thôi. Rồi bắt nhện vô đi bằng Bin, bắt nhện đi. Thôi A Lộc bắt nhện đi cho bằng Bin lượm trứng nghe. Rồi chụp. Con nhện bự không? Trời ơi, con nhện bự dữ rồi hả? Rồi. Cho nó xỉu đi, đập cho nó xỉu đi. Rồi, xỉu rồi. Rồi bằng Bin lượm trứng vô nghe. Trời ơi, trứng nhiều quá hả? Trứng nhiều quá hả? Rồi bỏ nhẹ nhẹ vô nghe bằng Bin. Rồi đây các bạn ơi, nguyên một xe trứng luôn rồi. Quá, wow, còn 4 trứng nữa nè. Ồ, trứng màu đỏ, trứng màu vàng, trứng màu hồng luôn. Quá. Ôi, còn 3 trứng, có trứng màu tím nữa nè. Hai trứng đẹp quá. Rồi lượm phụ con Bin nha. Cho nhanh nè. Rồi mình đi lượm tiếp coi còn không. Còn hả? Rồi đẩy xe lượm tiếp nha. Rồi bạn Bin coi nghe con nhện nó kêu đâu rồi bạn Bin? Có không? Đâu? Trời tắt rồi hả? Trời ơi. Quá. Trời, hai ổ luôn nè. Quá, con nhện này đẹp trứng nhiều dữ hả? Rồi bạn Bin với bạn Lộc lụm vô đi. Quá, các bạn hai ổ luôn nha. Hai ổ trứng luôn. Trứng màu đỏ, trứng xanh lá cây nè.
Rồi nguyên một xe trứng luôn rồi. Quá đẹp quá. Đây các bạn ơi, nguyên xe trứng luôn. Còn một trứng màu xanh dương nữa. Rồi đẩy xe về thôi Pin ơi, đẩy xe về luộc trứng ăn nha. Rồi đi thôi. Pi bo pi bo pi bo. Rồi đây nè các bạn ơi, bạn Pin với bạn Lộc lộn được nguyên một rổ trứng luôn. Và cái xe này xe gì vậy bạn Pin? À, xe này xe tải hả? Trời ơi, đã dữ là xe tải đại két nè. Rồi bây giờ mình bỏ trứng qua một bên nha. Rồi bây giờ học màu với trứng đi bạn Lộc ơi, chia trứng đi bạn Lộc ơi. À cái này là cái máy gì ta? Quá cái máy xay cát nè các bạn ơi. Quá đổi ghê chưa. Ở đây mình có cái giá nữa nè, giá xúc cát nha. Hai cái luôn hả? Hai luôn không? Hai cái giá xúc cát luôn nè. Trời ơi chơi với trứng lại luôn hả? Rồi bây giờ làm cái lỗ để mình ấp trứng này cho trứng nó nở ra nha các bạn. Rồi bây giờ bạn Lộc sẽ làm một cái ổ ấp trứng nha. Rồi xúc phụ luôn. Rồi xúc phụ luôn. Rồi được rồi, được rồi. Rồi bỏ trứng vô bạn Lộc ơi. Hả? Bỏ nước vô nữa hả? Đây bạn Pin đang lấy nước nè. Rồi bỏ trứng vô ấp nghe. Wow. Trời ơi cái này là máy xay nước luôn á. Ui, rồi bỏ trứng vô ấp nè. Rồi lấp đất lại bạn Lộc ơi. Lấp đất lại nha. Rồi bạn Pin, ê bạn Pin có chừng đạp trứng kìa con. Rồi con đào trứng nó đi. Đào trứng nó ra nha. Rồi đào trứng ra luôn. Wow. Rồi lắp lại nghe, để cho ngày mai nó nở ra con nhện con á. Nhện con đó. Đây các bạn ơi, bạn Pin này có nguyên một cái xe tải chở hình mấy con sinh vật biển nè. Cá, cua luôn, gấu nữa. Rồi có chiếc tàu hải tặc luôn nè, tàu ngầm đó. Đây một con rùa. Rồi đây con cua nè. Rồi con cá heo luôn nha. Rồi nguyên một cái bông nữa. À đây cái xe bự dữ ạ. Wow, rồi bỏ nhện vô chiếc xe cho nó ngồi chơi đi bạn Lộc ơi. Wow. Rồi bây giờ mình đi kiếm nước nghe. Mình kiếm nước mình làm cho cát này nó đặt lên rồi mình nắng hình mấy con vật này nha. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ quậy cát này cho nó đặt sệt lại rồi mình nắng mấy hình con vật nha. Rồi được rồi bạn Lộc ơi, được rồi. Rồi lấy mấy con vật qua nặng thôi. Rồi nặng thử nha. Rồi bạn Pin con nặng con gì trước? Đây chắc nó đặt rồi nè. Wow, nặng cá heo, con gấu. Rồi con gấu á. Quay cho một con đi, cho con cua đi bạn Lộc ơi. Đây một con cua nghe bạn Lộc, nặng hình con gấu nè. Bạn Pin con nặng hình con gì? Cá. Không, con lấy đá cát này nó mới ra được. Cát đó cát khô nó không ra đâu. Nè dâm nè. Tỉnh ra nè. Ê. Ôi dỗ lên nha. Rồi dính cứng quá. Ra chưa? Đúng rồi. Trời ơi. Rồi không được rồi. Cát này chưa được rồi các bạn ơi. Rồi cát này nè. Ăn ra không được. Cát này khô quá. Chưa được. Wow. Rồi ra có được không bạn Pin? Tỉnh ra cái. Rồi bạn ra nha. Wow, gái hình con cua luôn rồi hả? Thôi mình lấy cái tấm dán đi thôi. Bạn Lộc ơi lấy tấm dán đi, mình định lên bạn Lộc ơi. Cái này khó hình quá. Đây các bạn ơi, bây giờ mình lấy tấm dán mình mới ịnh được nha. Chứ cái này mình để với két là không có ịnh được. Rồi được rồi nè bạn Pin ơi. Rồi bạn Lộc ơi vô chơi nè. Wow, một con cá heo đẹp quá. Rồi bạn Pin ơi, con chơi con gì hả? Con đi múc nước nữa hả? Rồi đây một con cua. À, bạn Lộc làm chưa có đẹp nha. Wow. Rồi con cua, trời con cua này khó ra ghê luôn. Rồi gãi cái càng luôn rồi. Cho con cua bự đi bạn Lộc ơi. Cua bự cho anh dễ làm.
Rồi bạn Lộc làm con rùa đi. Có con rùa con kìa. Có rùa con màu xanh đó. Rồi mình nặng cho nó cứng vô nha. Rồi trời, không biết làm đổ nước rồi. Đây nè các bạn, một bự khổng lồ nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình bỏ mấy con này vô cái xô cho nó bơi nha. Rồi bỏ vô bơi luôn mà Lộc ơi. Rồi bỏ vô bơi nha. Đây bỏ vô bơi, rửa nó đi. Rồi bỏ vô hết luôn bạn Bin ơi. Không hết rồi. Rồi mấy cái trứng của mình nở chưa bằng Lộc? Đây mình đào mấy trứng nó thử nha các bạn. Có nở chưa nha. Ui, ui. Wow, cái gì vậy Bin? Ui, trứng con nhện đó. Đây nè các bạn ơi, quá trời trứng con nhện luôn nha. Rồi, wow, trứng này nó chưa nở. Rồi để ngày mai, để đây ngày mai ha, cho nó nở nha, hấp vô lợi đi. Để các bạn ơi, như vậy là cái video clip đến đây là hết nha. Rồi, hẹn các bạn video lần sau nha, bye bye.